đỉnh cao của người thông minh là gì vậy chị đỉnh cao của người thông minh là làm được nhiều chuyện hơn người khác làm nhanh hơn người khác suy nghĩ nhanh hơn người khác phán xét nhanh hơn người khác quyết đoán nhanh hơn người khác đưa thông tin dữ liệu phân tích nhanh hơn người khác đó là đỉnh cao của những người thông minh tức là họ rất là nhanh cái tốc độ của họ nhanh hơn người khác điểm yếu của mấy người này là cái gì chị cũng sẽ cho em biết luôn đó là có những đứa nó thông minh quá nó tự cao tự đại nó lại không mới giỏi về phần cảm xúc khác một cuộc nói chuyện chất lượng là như thế nào vậy Nhi? Vợ chồng giải quyết vấn đề ngồi xuống khó quá Nhi ơi, ai cũng có cái tôi hết. Anh chị cưới nhau 10 năm rồi mà giờ nhìn mặt nhau còn khó nói chuyện. Chúng ta quay trở lại với chuyện là con nít nó tập nói Nó phải quay lại từ đầu từ cái chuyện cái gốc rễ. Thôi tưởng tượng đây là cái cây là bạn đi. Mấy cái đèn đen này là cái rễ nghe không? Đầu tiên là bạn phải có cái rễ. Rồi khi bạn có cái rễ này chính là bạn. Bạn đã ra trên cuộc đời này. Gia đình bạn chính là cái thân cây. Gia đình bạn mỗi ngày tập cho bạn nói chuyện sao? A, á, ứ, bờ, cờ, cái điện thoại, ống hít. Tại vì khi bạn cần giao tiếp tốt, bạn cần tích lũy ngôn ngữ cộng với sự hiểu biết. Giờ như hỏi bạn cái điện thoại dùng làm gì, bạn có thể định nghĩa được không? Rồi như hỏi bạn có ống hít dùng để làm gì, bạn định nghĩa được không? Rồi nếu như hỏi bạn cái bịch đồ ăn này để làm gì bạn định nghĩa được không được bởi vì bạn đã tích lũy từ hồi nhỏ cái ngôn ngữ tức là tiếng việt của bạn cũng như là cái định nghĩa đây là bịch snack và sự hiểu biết của bạn là bạn đã từng ăn cái bịch snack đó rồi cho nên bạn biết được là để nói cho người khác là ngày mai mà đi ra đường mày mua cho tao cái bịch snack này nè tại tao thích lắm tao thích ăn nó lắm bởi vì cái vị nó như vậy như vậy mày mua ở cái tiệm này đó chính là sự hiểu biết thì gia đình bạn chính là cái nền tảng rất là lớn cho bạn cái sự hiểu biết cũng như là cái cách giao tiếp với người khác từ nhỏ lớn ba bạn nói chuyện với bạn sao mẹ bạn nói chuyện với bạn sao cô gì chú bác tất cả những người xung quanh của bạn nói chuyện với bạn sao thì nó vô tình nó xây nên cái cây này cây của bạn được xây lên theo thời gian là bởi vì những cái thứ xung quanh mà bạn biết tại sao như phải phân tích cái khúc này trước tại vì bạn nói làm sao để có một cái cuộc nói chuyện chất lượng thì ai ấy tưởng tượng là cái cây của chồng chị cũng ý xây như vậy nhưng mà nó không phải ở đây nó là ở kế bên chị tại vì anh đó anh đã ở trong một cái gia đình khác ví dụ cái gốc rễ của ảnh là màu xanh đi cây của ảnh cũng không phải cái màu giống như chị nữa cái cây của ảnh màu tím đi thì chị nghĩ làm sao để ảnh hiểu được cái cây của chị là màu nâu trong cái cái cây của ảnh lại là màu tím cha rồi vậy là giờ làm sao để chị hiểu chồng chị làm sao để chồng chị hiểu chị đây họ không hiểu ngôn ngữ của nhau bởi vì họ lớn lên trong hai cái gia đình khác nhau. Và họ không có biết được cái cách làm sao để họ giao tiếp. Ví dụ giờ như hỏi các bạn một cái tích lũy ngôn ngữ của bạn. Về cái từ nước uống là cái gì. Mỗi bạn ở đây đã có thể cho như cả tỷ cái ý nghĩa khác nhau đối với bạn rồi. Vậy thì cái khó nhất của những cái cặp vợ chồng khi kết hôn với nhau á. Đó là các bạn phải lên cái tầng tán lá của các bạn. Phải đụng với nhau. Và đây là cái cơ hội duy nhất để các bạn học về nhau. Các bạn chỉ học về phần ngọn. Cho nên khi các bạn yêu, các bạn lãng mạn các bạn suy nghĩ đến cái chuyện là ô em yêu ảnh quá chị em nồng cháy quá em muốn sống cả đời với ảnh ảnh cũng vậy anh yêu em thiệt cái này cái khúc này đó là bề nổi thôi yêu nhau các bạn hiểu nhau các bạn thấu hiểu với nhau nhưng mà thật ra cái ngôn ngữ tích lũy được để hiểu biết về nhau rất hạn hẹp bạn đang muốn than hay bạn thật sự muốn thay đổi tại vì người thật sự muốn thay đổi họ biết họ có vấn đề rồi á bằng mọi giá trả tiền cho bác sĩ bao nhiêu họ cũng trả bản thân của mình có vấn đề là một cái bệnh các bạn không coi nó là một cái bệnh các bạn cứ đi vô đây để than làm sao chị nói chuyện với chồng 10 năm rồi không nói chuyện được nếu 10 năm qua bạn nói đi nói lại một kiểu với chồng của bạn và nó không có hiệu quả thì như gọi nó là một cái vòng lặp chỉ có đi qua đi lại đi lên đi xuống giờ nó không có điểm dừng tại vì các bạn chỉ nói đi nói lại chừng đó tao với mày hiểu nhau và khi ngay trong đầu bạn có cái câu là tao với mày hiểu nhau thì một không nói chuyện nữa và đây nó đúng cho cả đi làm cho cả yêu đương cho cả cha mẹ cho cả tất cả mọi thứ luôn rồi các bạn thậm chí gia đình con con gái nhi có khác với cái gia đình của bạn nó có rồi gia đình bạn nó có khác với cái gia đình ba má của cái đứa bạn nó có nữa thì cái màu sắc này bây giờ ví dụ mình chỉ có có vài cái màu ví dụ như giờ bạn không tích lũy ngôn ngữ để phân tích được là à hôm nay em cảm thấy em buồn em cảm thấy em buồn sao em giải đành đạch với người yêu của em nha? tại sao anh không có tinh tế anh không hiểu em đang buồn vậy nó làm sao nó hiểu được tại vì có khi gia đình của nó buồn có nghĩa là mẹ hôm nay con cảm thấy rất là buồn con muốn tâm sự của mẹ thì nó không bao giờ hiểu được là em đưa một cái thái độ cho nó là em đang buồn rồi khi mà các bạn học về nhau như vậy các bạn lại phải có một cái sự thống nhất về ngôn ngữ với nhau nữa tức là bạn phải có những cái rule mới những cái luật lệ mới trong tình yêu đây là gia đình của anh với em những cái thời gian mà các bạn bỏ ra để ngồi thực sự muốn hiểu nhau rồi khi các bạn không hiểu nhau làm sao để các bạn đồng cảm để lắng nghe không đánh giá khó nhưng mà không phải không làm được tất cả mọi thứ đều có thể học trên đời miễn bạn muốn học là bạn học được cho đến khi bạn thật sự muốn thay đổi thì bạn đầu tư vào bản thân Và chúng ta phải bắt đầu từ cái ước mơ nhỏ để nó trở thành cái điều lớn Nhưng mà bạn bắt buộc phải đi từ cái lý do nhỏ cho gia đình cho em, cho bạn xung quanh Thì nếu như chị nói đây là cái vòng tròn của em Về cái lý do Tại sao em làm một cái gì đó. Chị gọi là big why. Thì đây nó lại là cái big why của chị. Cho gia đình. Cho bạn. Đối tác. Nhân viên của mình. Như có thể bỏ cái này rất là dài cho các bạn. Để các bạn biết được là cái lý do như làm việc nó rất là nhiều. Thì đây là cái mà như gọi là cái big why. Nếu như ước mơ của bạn chỉ là gì lo cho gia đình. Lo cho em. Và lo cho những người xung quanh nè. Là ba thứ duy nhất ấy. thì em có còn mục tiêu để em phấn đấu để em có năng lượng để em làm hết hay còn đó là cái câu hỏi của chị để em so sánh và tại vì ấy, khi mình có một cái bạn học hỏi thầy những câu đó thì lúc đó chị đã có câu trả lời rồi nhưng mà cái cách thầy chị trả lời hay quá đi Cho nên chị mới kêu là xưa giờ mình cũng hiểu cái này mà mình chưa có trả lời hay được như thầy cái này chị bê nguyên si của thầy trả lời thầy nói là nếu như cái ước mơ của mày cái quá nhỏ mày không bao giờ đủ sức để mày chiến đấu với một cái đứa như tao tức là biết quay tao lớn cho nên tao có thể làm đi làm lại làm tiếp làm lên và tao không cảm thấy mệt mỏi bởi vì cái tích mà đạt được á tao cảm thấy tao chưa đạt được ví dụ lo cho gia đình em còn chưa lo được đúng không thì em mới dừng ở đây em vẫn đang tập luyện chị nhi lo cho gia đình xong rồi chị nhi lo cho đối tác xong rồi chị nhi lo cho xã hội xong rồi chị nhi lo cho nhân viên của mình xong rồi thì đây là những cái kế tiếp chị phải làm cho thế hệ sau Cho những cái trẻ em đang cần chị giúp Tại vì chị có khả năng Để cho chị có đủ cái động lực Để mà chị phải không nhìn qua cái lý do nhỏ nữa Bởi vì chị đã đạt được rồi Và một trong những thứ như nhận ra đó là Lý thuyết các bạn học của như rất hay Nhưng mà đến khi đi ra ngoài đường trải nghiệm thật sự Và va chạm với nhau Như những cái leader thật sự Khi đó real problem mới đến Vấn đề thật sự mới đến Bởi vì ai cũng có cái tôi hết Ai cũng muốn cho là tôi đúng Ai cũng muốn cho là tôi khổ Ai có muốn cho là tôi là người tuyệt vời nhất Và họ không bao giờ muốn nhận thức được là Đôi khi để muốn học một cái gì đó Bạn phải ngậm cái mỏ lại Rất là khó để học Nếu như bạn thực sự mà bạn ngậm cái mỏ bạn lại Và bạn im để bạn chiêm nghiệm Đây là cái bạn phải chiêm nghiệm được Bởi vì đây là cái gì chiêm nghiệm được Mình rất biết ơn là bởi vì ở nhà mình Và như ngủ cái giường này cứng quen Rồi giờ như đi khách sạn mà năm sau Như ngủ giường mềm như không ngủ được nữa luôn Tại vì nó khó ngủ quá nhưng mà cũng nhờ như vậy để như đi về Việt Nam hay lên núi hay như đi làm thiện nguyện như có thể ngủ ở nhà dân là nhưng không than không thở gì đó các bạn. Và đi đến một chỗ và thật sự trải nghiệm. Bạn sẽ thấy một cái đó là mình rất biết ơn bởi vì cuộc đời này ở nhà mình mình còn cái nệm, cái gối rất êm ả, mình có máy lạnh để xài, mình có cái quạt để xài. Mình rất biết ơn là bởi vì mỗi sáng mình ở nhà mình được tự do quyết là mình muốn dậy giờ nào, mình muốn ăn cái gì. Tại vì khi các bạn đi vô một cái nơi thanh tịnh mà gọi là tôn nghiêm như vậy họ có cái giờ giấc riêng của họ họ có cái quy tắc của họ đó không phải là khổ đó gọi là rèn luyện thay vì mỗi lần được đưa một cái rào cản thì bạn nó lần sau không đi nữa thì hãy đón nhận nó nhiều hơn bạn cần đội nhóm để làm việc tụi em không thể giúp được ai cho đến khi em giúp được em trước nha tụi em tụi em mới đang theo kiểu là muốn đi giúp rất là nhiều người khác ngoài kia nhưng mà chị luôn nói thậm chí mấy bạn trong tim như lê của chị á các bạn xong xáo thân các bạn nhận lại gạch đá rồi các bạn cũng buồn lắm cho nên chị mới nói là chị ngay xong mấy bạn kia không có tôn trọng em này nọ thì chị mới nói là chị xin lỗi tụi em nhưng cho đến khi tụi em tạo được một cái tiếng vang như cái cách chị làm á rất là khó cái lời nói của em nó có cái sức nặng để người ta nghe lời tụi em tụi em phải kiên nhẫn và từ từ là vậy phải cho chị thời gian để giúp em cũng như cho em được khai phá và khai sáng phải cho em được tập luyện phải cho em được làm sai để em được một cái chỗ đứng trong cuộc đời này trước đó đã khi em giỏi em vẫn trải rồi em muốn giúp bao nhiêu người cũng được hết á cái giống như chị nhay vậy đó em thấy khi em được một cái thành quả của em rồi em muốn giúp ai cũng được hết cái vấn đề là ngay cả em em còn đang bị lộn xộn em không giúp được ai hết á để qua đây chị giúp cho để qua đây chị phải la nó chị phải dạy nó chị phải nhét vô trong đầu của tụi nó để cho từ từ tụi nó tỉnh ra có những người người ta sẵn sàng người ta coi kênh của chị cuộc đời của họ sẽ đi lên nhiều lắm. Một trong những cái leadership mà Nhi muốn chia sẻ với các bạn là cái live đầu tiên của Nhi và chị Pauline. Chị cũng là một public figure nổi tiếng ở Singapore và khu vực châu Á. Nhi mời chị cùng với Nhi partner ở trong một cái channel. Cái này sẽ được live bên Miss Nhi cho nên nếu các bạn chưa subscribe kênh Miss Nhi thì qua kênh Miss Nhi subscribe để mà cùng cho ra cái sản phẩm về leadership. Leadership là một cái nghệ thuật kỹ năng như nó thì có các bạn là tất cả mọi người có thể học tại vì nếu các bạn thật sự mà search ChatGPT hay là Google ra để mà tìm hiểu là leadership là gì kỹ năng leadership người ta sẽ cho bạn cả một ngàn cách để mà bạn có thể bắt đầu tập luyện cho bản thân mình lên những cái kỹ năng đó nhưng mà nghệ thuật để sử dụng một ngàn cái công thức đó như thế nào ví dụ như rất là thích đem cái việc học võ của nhi ra để làm cái ví dụ cho các bạn tại vì học võ nó cũng vậy thầy bay cho bạn một ngàn cái thế nhưng mà tại cái giây phút mà bạn bị kẹp cổ đó làm sao để mà bạn thoát ra khỏi bị người ta tấn công làm sao để bạn sống nó lại là một cái nghệ thuật nhưng mà cái người cuối cùng sử dụng cái nghệ thuật đó cũng là bạn hoặc là nấu ăn các bạn có công nhận là ở việt nam mình món ăn rất là phong phú có cả một ngàn cách để nấu một món gì đó nhưng mà mỗi người khi họ lấy cái công thức đó về họ lại nấu khác nhau các bạn vậy nếu như bạn cùng học một công thức nhưng về nhà cái vị lại khác nhau cái công thức cái cách chế biến lại khác nhau đó chính là nghệ thuật những cái người mà hát hay đi chẳng hạn họ cũng có một giọng hát đó gọi là kỹ năng đó gọi là kỹ năng đó gọi là năng khiếu đó gọi là bẩm sinh nhưng mà khi về nhà cái cách họ viết nhạc lại khác có nhạc có người thì thích hát nhạc trữ tình có người thì thích hát nhạc balaro có người thì thích hát cải lương có người thì thích hát bóp có người thì thích hát lãng mạn yêu đương có người thì thích hát hip hop đó là cái máu nghệ thuật bên trong của họ đó là cái sự sáng tạo của họ thì cái như nói là cái kiến thức nền các bạn học kỹ năng các bạn cần phải có cái đó là cái chắc luôn cái đó là bất cứ một cái ngành nghề nào bất cứ một cái vị trí nào trong xã hội bạn phải học thậm chí một anh thợ hồ luôn bạn cũng phải học là viên gạch có tác dụng gì xi măng có tác dụng gì đổ máu làm sao đổ nền làm sao làm sao cho nó chắc những cái kiến thức nền và cơ bản như luôn lập đi lập lại với các bạn là bạn phải có nhưng mà sau đó ở phía trên cái căn nhà đó bạn muốn chế tác như thế nào bạn muốn sáng tạo như thế nào bạn muốn làm nó ra thành một cái sản phẩm khác lạ như thế nào thì bạn phải có cái nghệ thuật đó bạn cũng phải tập luyện để có cái nghệ thuật đó và cái nghệ thuật để làm leadership này các bạn chung quy lại như thấy theo thời gian nghe, nó là trải nghiệm kinh nghiệm và thời gian bạn phải làm thiệt nhiều thì bạn mới giỏi lên Bạn không làm thì bạn không giỏi Bạn có muốn làm leader đi đăng nữa Nhưng không có ai là follower Thì bạn không được tự gọi bạn là leader Và một trong những cái mà Nhi hay dạy cho mấy bạn Trong Nhi Lê Tiên của Nhi Và Nhi cũng chia sẻ với public luôn Đó là Nhi nói nếu ngày mai em bước ra khỏi cái cộng đồng của chị Em đi đến đâu người khác đi theo em tới đó Người ta chăm sóc em Người ta muốn được nghe sự hướng dẫn hỗ trợ của em hoặc là người ta muốn làm việc với em thì em mới được mở miệng gọi bản thân em là leader. Còn tất cả những cái kiến thức chị dạy em trong này hoặc là những cái bạn trong như lê tim uh, nhìn lên em hoặc là học theo em hay là làm bất cứ cái gì với em đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn ở trong cộng đồng của chị tức là em vẫn chưa sẵn sàng để em tự đứng lên đôi chân của mình và nhi luôn khuyến khích mấy cái bạn mà học đã rồi học đủ từ nhi rồi các bạn đi ra và tự mở công ty và đi ra tự vận hành cái gì riêng cho mình Tại vì cái mục đích cuối cùng của người dạy học hay là người hướng những cái người leader khác trở thành leader đó là họ càng nhanh càng mong muốn những người này tự đứng trên đôi chân của họ càng tốt Nhưng mong những cái bạn mà học đã rồi cảm thấy mình đủ kiến thức rồi Các bạn nên đi, các bạn nên đứng trên đôi chân của bạn Các bạn nên bắt đầu cho thế giới nhìn thấy những cái thứ các bạn học từ nhi Sử dụng nó một cách thành thục và nghệ thuật Dù cho bất cứ mình đang ở đâu Chị tin là em vẫn có thể coi kênh của chị được Chị tin là em vẫn có thể Tiếp tục học được những điều của chị khi em sẵn sàng. Nghệ thuật của làm leader nó thêm một cái phần cao khác nữa. Như hôm nay chia sẻ với các bạn. Cái khó của leader như như, như, như nói á. Bác Hồ đã nói là cả 100 năm để trồng người. Cho nên để dạy một leader hay là để train một leader hay là để tạo ra một leader. Để họ có thể tự mở công ty. Để họ có thể tự đứng trên đôi chân của họ. Để họ có thể tự cho lại giúp sức cho xã hội bằng cái công sức của họ nó rất là mệt mỏi thiệt luôn nhé thiệt rất là mệt mỏi rất là khó rất là cực hiểu như nói ví dụ như để tổ chức một cái như cái food cam hiện tại như team đang đi ở, ở miền Trung chẳng hạn. Có thể ở phía trên đối với những người khác nó là trời có gì đâu tổ chức một không phải bạn để tổ chức một cái chương trình gì đó một cái plan gì đó nó rất là khó bạn chăm cho ba bốn người là khó đừng có nói bạn chăm đến cho cả trăm người rồi xong rồi mỗi người ăn một cái rồi mỗi người ở một nơi rồi khi bạn đến bạn cho tất cả mọi người lại sống một cái cuộc sống khiêm tốn như nó ví dụ có người con nhà giàu có người con nhà nghèo có người lớn lên là người khổ có người lớn lên đã là cành vàng lá ngọc rồi và có khi họ nói chuyện với nhau rất hợp có khi họ yêu thương nhau rất nhiều ở trên dung tại vì họ không phải điêu với cơm áo gạo tiền mỗi ngày họ không có phải cự lộn với nhau hay drama với nhau nhưng mà khi bạn cho một cái tổ chức tập thể ở lại với nhau trong vài ngày có hai điều sẽ xảy ra một là họ yêu thương nhau nhiều hơn họ hiểu nỗi khổ của nhau nhiều hơn và con người chỉ yêu thương nhau trân trọng nhau trân quý cái con người khác khi mà họ đi vô khổ sở với nhau chứ họ không bao giờ họ yêu thương nhau khi họ cùng nhau kiếm ra được một cái gì đó nghe các bạn đó là cái phát của leadership và cũng như là của college hay như còn gọi là tâm lý học cho nên bạn thấy là ba mẹ mà đi dọn phân cho con hay con ói mửa hay con bệnh tật á thì ba mẹ họ là càng thương con hơn những người cha mẹ mà không bao giờ mà chăm sóc con họ không bao giờ có xây dựng cái tình yêu thương đó hay là vợ chồng mà cùng nhau đồng cam cộng khổ thì họ lại yêu thương nhau hơn là những người chồng người vợ mà họ đến với nhau từ nhung lụa họ đã có sẵn rồi họ không có trân trọng thì cái leadership nó cũng dạy cái nghệ thuật nó là vậy cái mà bạn tổ chức một cái gì đó hay bạn gom những cái người có cái cá tính mạnh lại hay những người mà uh, sinh ra ở những cái background khác nhau lại là leader với nhau đó, làm sao để bạn hướng dẫn họ làm sao để bạn giúp họ làm sao để bạn dạy họ làm sao để bạn định hướng cho họ để mỗi người hiểu được là làm sao để kiềm chế cái tôi của bạn làm sao để bắt đầu thấu hiểu người phía trước làm sao để làm việc với nhau và yêu thương nhau tạo ra thêm nhiều cái leader khác chứ không phải là tôi hơn bạn hay bạn hơn tôi tất cả những cái đó nó không có dễ và Nhi cố tình làm ra những cái điều đó rất là nhiều lần Để cho những bạn leader có thể trải nghiệm để hiểu được một điều là Có đôi khi bạn nghĩ bạn hiểu bạn, bạn, bạn không hiểu đâu Tại vì có nhiều người kéo dạ chị ngay em giống như chị Trời ơi đi vô quê tao, nhìn quê tao một cái Đi cái chùa mà hồi xưa hồi nhỏ 10 tuổi tao đi Mà đi vô đó mà than nóng, than lạnh, than đói, than ngon Tao không cần vợ ở đó tao cũng đoán được chứ không có cửa gì em hiểu chị hết á Tại vì thậm chí như bây giờ cái chỗ cái chùa mà chị dắt mấy bạn đi Chị nhờ thầy ở đó dạy cho mấy bạn hoặc là chăm sóc mấy bạn mấy ngày giùm như chị hồi xưa nó không có bự vậy đâu em hồi xưa nó chỉ là một cái tròi thôi cái chánh điện nó nhỏ chút à các bạn phòng khách chị là cùng à. nhiều bữa nắng mưa người ta tụng kinh ngồi ngoài dài ra tới ngoài đường luôn là tất cả những cái gì mà mấy bạn leader được trải nghiệm lúc này á là chùa đã được xây lên tụi em tưởng tượng như là cái chùa lúc hồi xưa chị đây là một phần một trăm so với bây giờ làm những cái miếng đất bự rộng hồi xưa thầy để là toàn là mã với mồ không à là thầy phải làm lại hết tốn rất là nhiều tiền tốn rất là nhiều công sức của đạo hữu ngàn nơi cúng dường về cho thầy nhưng mà cũng song song để cho tụi em hiểu được là nó không có phải dễ để mà tạo được một nơi cho mọi người tập trung lại nó không phải dễ để cho leader có thể gắn kết với nhau để hiểu với nhau nếu em không thực sự lớn lên khổ cực với nhau làm sao để làm việc với nhau chúng ta chỉ có thể sang sẻ đau khổ với nhau để mà cùng nhau học ra thôi và chị chị ném rất là nhiều cái trải nghiệm về leadership tại hồi xưa hồi chị mới học về leadership với chị ngây thơ lắm chị nghĩ là nếu như người nào giỏi và người nào cũng học và leader mà hợp sức lại với nhau đó, thì thế giới này nó tốt đẹp biết bao nhiêu nhưng không phải các bạn sự thật là những người càng giỏi họ lại càng muốn chứng minh họ giỏi và họ không có nhu cầu cho người khác giỏi lên và họ không hiểu như thế nào là hợp sức giữa những người leader giỏi lại với nhau cho nên là đó rồi là một trong những cái mà chị gọi là nghệ thuật làm sao để mỗi cá thể tự học tự nhận thức là mình có làm leader được hay không nữa chị không có tin vô câu tất cả mọi người có thể là leader nghe em Chị tin là tất cả mọi người có thể lead cuộc đời của họ Nhưng mà chị không tin tất cả mọi người là leader được Chị vẫn chưa thấy con số là tất cả mọi người là leader Cho nên chị không tin vô điều đó Chị ơi tại sao em tập trung vô bản thân rồi Mà đàn ông nó vẫn chưa tập trung vô em vậy chị Chị lập lại cho mấy cái con bánh bèo mà hỏi chị cái câu này nè Mày tập trung vô mày là cho mày Có trai hay không có trai kệ nó Mày tập trung vô mày mà còn kiểu Em tập trung vô em là để em kiếm chồng á chị Là mày vẫn đang tập trung vô trai Mấy cái con này Em tập trung vô em tức là đi vô đặt câu hỏi em tập trung vô bản thân rồi mà sao đàn ông nó chưa có tập trung vô em mày tập trung vô bản thân mày để mày kiếm chồng hả mày tập trung vô mày là cho mày mà mày tập trung vô mày mà mày còn cái kiểu như cái tâm cái kiểu cái miệng là em tập trung vô em rồi chị em làm đẹp rồi chị em thông minh rồi chị em học chị hết rồi em coi video vậy hết rồi ủa trai đâu trai đâu trai đâu kiểu như mắt vẫn liếc kìa không cái này gọi là trong cái cái mà mình gọi là cái gì cái tâm của mày á cái này mà cái này tao gọi là khẩu phật tâm xà đó là bên trong của mày cái tâm của mày vẫn xà lắm là mày muốn xà cái lờ mày vô cái cờ thằng nào đó biết không mấy con quỷ không à trời đất ơi cho đến khi em nhận thức à tao thích con melin ở khúc nó ghi thêm cái câu nữa là à tao quên mất là tao mới thắng giải grammy đầu tiên của tao rồi nó quên nữa. à tao quên mất tao là ceo của công ty của tao tao yêu mày xong tao nhớ rồi, ủa mình là ceo của công ty mày mà con đó đúng định đó mới gọi là yêu đó em đó mới gọi là tập trung vô bản thân đó em tại vì họ quá tỉnh táo để họ hiểu được là anh đến trong cuộc đời em là anh là phải là đối tác của em chứ không phải anh đến trong cuộc đời của em là bởi vì chị em tập trung vô em rồi em ngon rồi em xuất sắc rồi em xứng đáng có chồng chưa chị mày không hả xứng đáng hay không cũng còn tiếc chị mới gọi là cầm lên được bỏ xuống được và đi vô đây thì không có theo kiểu à chị vậy là ý chị là rồi cuối cùng em có nên tập trung cho em không vậy thôi em kệ em sống vậy kiếm trai mày kệ mày vậy mày đi kiếm trai thì mày sẽ khổ kiểu khác tưởng thắc mắc tại sao nó đi vô ở với mày nó không còn chuyện gì để nói nó không còn cái gì thú vị nữa nó đi kiếm cái con thú vị nó yêu khổ lắm làm phụ nữ cũng khổ làm đàn ông cũng khổ hồi nãy mình đọc thư rồi đó làm phụ nữ mà mấy cái chị bình thường thì khổ kiểu khác làm phụ nữ kiểu như tao thì khổ kiểu khác làm phụ nữ kiểu như tao mày mày làm thử đi rồi mày biết ở dùng từ là vậy mày làm đi rồi mày biết chứ cũng không biết phân tích làm sao tại nó không có cái formula mày tập trung vô mày mày vô đây mà mày hỏi thêm tao nữa em tập trung vô em rồi sau em vẫn chưa có người yêu á là có chừng nghe nghe hai chị nhây em ở dưới quê và gia đình nghèo làm sao để em có thể tự tin khi em chỉ là một người bình thường em thật sự muốn phát triển bản thân lắm nhưng nhìn lại thấy mình không có gì để làm nền tảng em mong nhận được lời khuyên của chị nhưng xin lỗi các bạn những các bạn ở quê và ở, ở nông thôn và cảm thấy là bản thân mình cần thay đổi một là bạn ở đó và chấp nhận sống một cuộc đời bình thường Hai, nếu bạn đã muốn mơ mộng, bạn muốn làm dreamer, bạn muốn đi theo cái lý tưởng của mình Bạn bắt buộc phải chịu khổ, bạn bắt buộc phải chịu khó, bạn bắt buộc phải rời bỏ cái nơi bạn ở Nhi ngày hôm qua nếu như như không rời bỏ tam kỳ quê hương của Nhi Ngày hôm nay Nhi sẽ không ở Singapore, ngày hôm nay Nhi sẽ không đứng trước bộ trưởng giáo dục của Singapore Để Nhi có thể dõng dạc và nói Nhi là một người Việt Nam ở Singapore Và mình và Nhi có doanh nghiệp thành công Và Nhi có thể dạy lại cho phụ nữ về leadership về lãnh đạo đội nhóm về vận hành doanh nghiệp thì như mãi mãi chỉ là một cô gái ở miền quê thôi không có cái gì sai khi ở quê hết và như lặp lại không có cái gì sai nhưng mà bạn ở nông thôn hết nhưng nếu bạn biết bên trong của bạn đây là cái ước mơ của bạn bạn muốn thành công bạn muốn làm chủ doanh nghiệp bạn muốn mở đường cho cuộc đời của bạn thì bạn phải chấp nhận là bạn phải nâng cấp bản thân của bạn ngân, bạn phải chấp nhận bạn quăng bằng lên ngoài kia tại vì bạn học không không đủ bạn phải có môi trường để bạn áp dụng Ví dụ như nói ngày mai bạn có thể học bác sĩ ở trên đó mà mất mới gì bạn phải đi vô bệnh viện rồi bạn phải đi thực tập. Tất cả chúng ta có thể học với chat GPT right now mà ngay bây giờ về bệnh án. Mất mới gì bạn phải đi vô trong bệnh viện, mất mới gì bạn phải gặp bệnh nhân thiệt, mất mới gì bạn phải rờ lên da, mất mới gì bạn phải tập mổ. Không đúng, không phải tất cả mọi thứ học trên mạng là đủ. Bạn cần thực hành, bạn cần trải nghiệm, bạn có kiến thức, nhưng mà bạn không có thực tiễn, bạn không áp dụng làm sao mà được bạn không có. Cho nên nếu như những các bạn mà vô đây mà khuyên những các bạn ở quê để mà học trên YouTube thôi, không đủ. Không đúng. Nếu như ở quê bạn mở doanh nghiệp bạn bán cho ai? Bạn phải có chỗ để bán chứ nếu như tất cả mọi người ở đó là họ tự làm ruộng, họ tự trồng rau, họ tự nuôi cá, họ tự nuôi heo, họ tự nuôi, họ tự làm đồ ăn. Bạn bán cho ai? Bạn đâu thể nào mở một cái siêu thị cóp mắt ở quê được. Không đúng đúng thì tất cả mọi người lên youtube học làm bác sĩ đi bạn dùng chat gpt bạn học làm bác sĩ đi bạn đâu cần đi vô trường đại học làm gì bạn đâu có cần đi xuống để thực tập dưới bệnh nhân để làm gì và họ cũng nói rõ luôn làm chí phi công cũng dạy bao nhiêu giờ bằng bay trên trời bác sĩ cũng dạy bằng bao nhiêu giờ bạn thực tập trên người bệnh không đúng đừng dạy tao bậy không biết đừng nói nói tào lao nói về chết cha rồi giờ nó nói dạ kỹ năng của em là em coi năm ngàn giờ online về bác sĩ thực hành mổ cho nên em tự tin em cầm dao đi mổ người khác ở đâu ra không có làm ăn cũng vậy bạn nói em coi đủ 5.000 giờ về doanh nhân chia sẻ rồi em tự tin đi mở công ty không có đi vô dây lấy tem đi tôi bày cho vận hành đội nhóm tôi bày cho cách list một cái team tôi bày cho cách chia ra tim HR là về tim quảng cáo là về tim bán hàng là về tim nói chuyện với nhân viên mới là cái gì tất cả những cái này các bạn phải học ở đâu ra các bạn học kiến thức xong rồi các bạn áp dụng còn chưa xong mà tất cả các bạn không phải là cái cây bạn muốn phát triển bạn bắt buộc phải để cái cây của bạn ra cái chỗ có đủ thời tiết khí hậu thiên nhiên và phân bón và môi trường để cho bạn phát triển. Bạn mà không đem bản thân bạn tới cái chỗ để bạn có thể phát triển được, có một ngàn một tỷ công nghi lê cũng không giúp được bạn. Nhi có thể tạo ra môi trường, nhưng Nhi không có trách nhiệm đi đến để đem cái cây đó đi ra đúng cái khu vực của nó đó là trách nhiệm của chính bạn. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và tích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa những người khác.